Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái cây thuốc. Và cây thuốc này là cây gì thì xin mời tất cả các bạn theo chân mình đi tìm hiểu cây thuốc này. Tôi không biết là đi theo con đường nào đây. Ở dưới kia các bạn. Rồi, đi theo đường này đi. Đây là nương của anh em đồng bào người Mông. Đây các bạn. Rồi, đi xuống dưới này. Đây, thưa với các bạn là hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn về cái cây trước mắt các bạn đây. Đây các bạn. Đây chính là cây bạch đồng nữ các bạn ạ. Hay còn gọi là cây bò trắng đấy. Đây. Đặc điểm dễ nhận biết là cây này nó lá của nó hình tim. Và khi mà chúng ta đây chúng ta lấy cái vỏ thì nó rất là hôi các bạn ạ. Nó có mùi hôi đặc trưng của cây bạch đồng nữ. Đấy. Đây chính là cây bạch đồng nữ đấy. Và cái cây này thì nó rất là tốt trị một số cái bệnh ở chị em phụ nữ ấy, rất là tuyệt vời nha các bạn. Và cái cây này thì nó có thể là làm hạ huyết áp rất tốt, những cái trường hợp mà huyết áp cao ấy thì cây này chúng ta dùng cái cây này để mà hạ huyết áp. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái bài thuốc có sử dụng là cái cây bạch đồng nữ hay còn gọi là cây mò trắng đấy các bạn. Đó chính là cây mò trắng. Cái thứ nhất là những cái trường hợp mà bị huyết áp cao ấy thì chúng ta có thể dùng cái cây này để mà làm hạ huyết áp nha các bạn nhé. Đấy. Thì chúng ta lấy rễ của cây bạch đồng nữ này chúng ta đun sắc uống. Đấy. Sắc uống trong thời gian từ 5 đến 7 ngày. Bây giờ là rất là gió, cho nên là tôi nói có thể là các bạn không nghe rõ, và có chăng thì nó cũng khá là nhỏ, thì các bạn cố gắng mà nghe nha các bạn nhé. Đấy, đấy là cái thứ nhất, cái cây bạch đồng nữ này có thể dùng để điều trị huyết áp cao. Cái thứ hai nữa, và cái cây này dùng để trị bệnh đới khí hư nha các bạn. Đấy. Thường thường thì bệnh đồng nữ này thì dùng để trị một số những cái chứng bệnh của chị em phụ nữ. Thì để mà trị khí hư bệnh đấy thì các bạn lấy khoảng 10 đến 12 gram cái lá này này các bạn này. Đấy, lấy khoảng 10 đến 12 gram cái lá bệnh đồng nữ này. Ôi gió thật. Rồi các bạn đun sôi nha các bạn, lấy nước uống hàng ngày và có thể thêm đường cho dễ uống, tại vì là cái cây này nó có mùi nó khá là đặc biệt, cho nên là nếu mà chúng ta uống riêng, chúng ta không cho ít đường thì có thể là nó rất là khó uống. Đấy, và cái cây này thì khi mà cái trường hợp mà bị khí hư bạch đới thì các bạn nên uống vào cái thời điểm mà sau khi hết kinh khoảng từ 5 đến 7 ngày và uống liên tục trong thời gian từ 2 đến 3 tuần thì nó sẽ trị được cái chứng khí hư bạch đới nha các bạn. Hoặc là cái thứ hai nữa, cái phương pháp thứ hai các bạn có thể dùng cây bạch đồng nữ này lấy lá nha các bạn, hay còn gọi là mò hoa đấy, mò hoa trắng đấy. Các bạn lấy khoảng 20 gram kết hợp với lại 10 gram ngải cứu cộng với lại 10 gram trần bì, 10 gram ích mẫu, 10 gram hương phụ, các bạn sắc với lại 1 lít nước uống hàng ngày, và liệu trình thì từ 2 đến 3 tuần sau cái chu kỳ kinh nguyệt thì nó cũng có thể trị được cái khí hư bệnh đấy ở chỗ chị em phụ nữ. Và một cái nữa, những cái trường hợp mà bị đau bụng kinh ấy hoặc là kinh nguyệt không đều ấy thì các bạn cũng có thể lấy cái lá bạch đồng nữ này, lấy khoảng 2 gram kết hợp với lại 2 gram ích mẫu cộng với lại 2 gram ngải cứu, 2 gram hương phụ, sắc 3 lần
cho đến khi nước cô lại thành cao lỏng khoảng 20 ml thì các bạn cho thêm đường, rồi đóng ống thành 10 ml. Đấy, các bạn cho ống vào trong nồi đun sôi trong thời gian 1 giờ. Ngày uống từ 3 đến 6 ống và uống trước ngày kinh khoảng 10 ngày. Và các bạn thực hiện cái liệu trình này từ 2 đến 3 tháng. Đấy thì nó sẽ làm cho cái việc đau bụng kinh của bạn, các bạn sẽ không còn nữa. Và kinh nguyệt các bạn sẽ đều trở lại nha các bạn. Đấy là theo những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi đấy. Và một cái nữa mà cái cây bạch đồng nữ này nó có dùng được để trị cái chứng thấp khớp này, sưng nóng và đau, và nó đỏ ấy, đau ấy, thì chúng ta lấy cái cây bạch đồng nữ này, các bạn dùng khoảng 80g kết hợp với lại 120g dây gắm nhé các bạn, với lại 8g cây tầm xuân. Đấy, hôm nay thì rất là gió. Đấy. Rồi những cái trường hợp mà bị thấp khớp này, sưng nóng đỏ đau thì các bạn dùng khoảng 80g bạch đồng nữ này kết hợp với lại 120g dây gắm, 8g cây tầm xuân và 8g cành dâu nhé các bạn, kết hợp với lại 8g cà gai leo. Các bạn tất cả các bạn cộng vào sắc lấy nước uống 2 lần trong một ngày. Đấy, các bạn uống trong thời gian một liệu trình từ 10 đến 15 ngày nhé các bạn. Thì các những cái thấp khớp nó sẽ không còn sưng đỏ, nó sẽ hết đau. Đấy, trời rất là gió. Đây các bạn, đây chính là cây màu hoa trắng đấy, hay còn gọi là bạch đồng nữ đấy. Rồi tiếp tục một cái trường hợp nữa chúng ta dùng cây bạch đồng nữ này chính là những cái trường hợp mà vàng da và niêm mạc mắt bị vàng thẫm ấy, hay là nước tiểu có sắc tố mật, thì các bạn cũng có thể lấy cái cây này này các bạn. Các bạn lấy khoảng 10g cái rễ của cây bạch đồng nữ này đun sôi với khoảng 400 ml nước cho đến khi còn 200g. Các bạn chia làm 2 lần uống trong ngày, hoặc là dùng cái rễ cây bạch đồng nữ và sức đồng nam ấy sắc lấy nước uống. Đấy, sắc lấy nước uống các bạn chia làm 2 lần uống trong ngày, thì các bạn uống trong thời gian khoảng 1 tháng nhé các bạn, thì da dẻ của các bạn sẽ trở lại hồng hào. Đấy. Rồi, một cái nữa mà cái cây bạch đồng nữ này còn để sử dụng để trị cái chứng lở ngứa nhé các bạn. Trị mụn nhọn này, chốc đầu này. Chúng ta lấy lá này và cái lấy lá này và thân của cây này. Đấy, lấy lá và thân của cây bạch đồng nữ này chúng ta rửa thật sạch, đun lên nước để tắm và gội hàng ngày cho đến khi khỏi hẳn thì thôi. Đấy. Và một cái nữa, những cái trường hợp mà bị viêm gan ấy thì chúng ta cũng lấy khoảng 15g lá của cây bạch đồng nữ này kết hợp với lại 12g nhân trần cộng với lại 15g diệp hạ châu nhé các bạn. Diệp hạ châu chính là rau diếp cá đấy. Rồi kết hợp với lại khoảng 600 ml nước uống trong ngày, liệu trình từ 3 đến 4 tuần thì nó cũng có thể chữa được viêm gan nha các bạn. Ngoài ra thì nó còn làm điều hòa kinh nguyệt này. Các bạn lấy khoảng 16g bạch đồng nữ kết hợp với lại 2g ngải cứu, 2g nghệ vàng, 10g đậu đen, 4g ích mẫu, 15g hương phụ, tất cả đem đun sôi lấy nước uống mỗi ngày một thang. Đấy, các bạn uống từ 7 đến 10 ngày một liệu trình nha các bạn. Và một số lưu ý khi mà các bạn sử dụng cái cây bạch đồng nữ này, những cái trường hợp mà phụ nữ đang mang thai và cho con bú thì chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng cây bạch đồng nữ nha các bạn. Đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến toàn thể tất cả các bạn. Hôm nay thì trời rất là gió, gió rất to. Nên là có thể là trong cái quá trình từ đầu video nói đến bây giờ thì các bạn có một số chỗ các bạn có thể là nghe không rõ, không được vào tai các bạn, thì các bạn cố gắng nghe và cố gắng hiểu. Đây là những cái mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn, với hy vọng là những cái thông tin hữu ích để cho các bạn tham khảo trong việc chữa bệnh, đặc biệt là chị em phụ nữ nhé các bạn. Đấy. Thì
À, trên đây là những cái thông tin mà tôi đưa lên. Nếu mà các bạn thấy cái clip này hay, ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like. Đồng thời nhấn nút là đăng ký và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Và tôi muốn nói với các bạn rằng sau cái mỗi video thì tôi luôn luôn muốn các bạn đóng góp ý kiến để cho tôi hoàn thiện những cái kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình và những cái kiến thức tôi còn rất là nhiều hạn chế. Thì chắc chắn là những cái quá trình tôi thuyết trình, tôi thuyết minh nó sẽ vấp phải một số những cái thiếu sót, cũng như là những cái kinh nghiệm và những cái công dụng của cây màu hoa trắng hay còn gọi là bạch đồng nữ thì tôi nói có thể là nó chưa hết. Tại vì là mỗi địa phương có một cái cách dùng khác nhau. Có thể chúng tôi dùng cây này để chữa bệnh này, chỗ các bạn dùng để chữa cái bệnh khác chẳng hạn. Thì tôi mong sao các bạn, những cái anh chị em nào, cô bác nào đã dùng được, đã từng dùng cây bạch đồng nữ rồi, thì các bạn ngoài những cái công dụng mà tôi vừa nêu thì các bạn còn có những cái công dụng khác, còn biết được những cái công dụng khác của cây bạch đồng nữ thì vui lòng góp ý cho tôi bằng cách để lại một số những cái dòng bình luận ở phía dưới. Thì tôi trân trọng, tôi chân thành đón nhận và chắc chắn là tôi sẽ đón nhận để mà làm những cái clip mà sau nó sẽ được hoàn chỉnh hơn. Đấy, bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo.